Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng cọ vẽ cho hình ảnh. Không cần đến phần mềm Photoshop, bạn có thể tạo hiệu ứng đầy nghệ thuật này cho bất cứ hình chân dung, phong cảnh, ảnh nhân vật nào mà bạn thích chỉ với PowerPoint và các thao tác rất đơn giản. Ngoài ra, mình cũng sẽ hướng dẫn cách để đổ nền hình ảnh vào chữ sao cho không bao giờ bị lỗi phông chữ. Đây là hình ban đầu và sau khi tạo hiệu ứng. Để tạo được shape hình nét cọ vẽ như thế này, đầu tiên ta cần có một phông chữ để tạo nét cọ. Bạn vào trang web daphong.com, ở khung tìm kiếm ở đây gõ tìm phông chữ tên như sau. Bấm tải xuống về máy tính. Khi tải xong thì giải nén tập tin, mở file có đuôi OTF, đây chính là phông chữ. Bấm cài đặt phông chữ vào máy, xong rồi cứ tắt đi hoặc khởi động lại là coi như phông chữ đã được cài đặt xong. Quay lại với PowerPoint, Insert và tạo một tag box, gõ vào một ký tự dấu xẹt như thế này, tăng kích cỡ lên cho dễ nhìn. Giờ ta tìm và chọn phông lúc nãy vừa mới tải. Bộ phông này khiến cho dấu gạch xéo nhìn giống như một nét cọ vẽ. Tuy nhiên về bản chất thì nó vẫn đang là một ký tự. Để dễ thao tác về sau, ta cần làm một thủ thuật để biến ký tự này từ textbox trở thành shape bằng cách Insert Shape, vẽ một hình bất kỳ, độ lớn che phủ dấu gạch chéo đang có, khoanh vùng để chọn cả hai, ở thẻ Format, chọn M-Shape và chọn Intersect. Ở Shape Outline, xóa bỏ đường viền của shape. Kết quả này nhìn thì có vẻ giống như cũ, tuy nhiên dấu gạch xéo này ban đầu đang là một ký tự, nhưng giờ đã thành một shape. Shape nét cọ này kích cỡ hơi nhỏ so với hình, nên ta cần Ctrl+D để nhân đôi nhiều lần, tạo nhiều nét cọ vẽ khác nhau, sắp xếp chúng một cách ngẫu nhiên để tạo nên một nét cọ vẽ lớn. Kích cỡ và cách sắp xếp như thế nào thì tùy vào hình mà chúng ta muốn tạo hiệu ứng. Xong rồi thì khoanh vùng để chọn tất cả, M-Shape và chọn Union. Giờ ta sẽ lồng hình vào hiệu ứng cọ vẽ này. Đặt hình ở bên dưới shape, co giãn kích thước hình lần nữa sao cho toàn bộ shape phải nằm trong hình, không được tràn ra ngoài. Click chọn hình, xong rồi click chọn shape, ở M-Shape chọn Intersect là ta đã có hiệu ứng cho hình như mong muốn. Như vậy là đã xong hiệu ứng cho hình, giờ ta sẽ làm hiệu ứng chữ. Insert Textbox, chọn phông chữ phù hợp. Nếu đơn giản thì chỉ cần đổ màu nền trơn là xong. Tuy nhiên, theo ý thích của mình thì để tạo sự hài hòa và bắt mắt hơn, mình sẽ không đổ màu trơn mà sẽ tận dụng một phần nền của hình, ví dụ như phần này, để lồng vào nền của chữ bằng cách sau đây. Đặt chữ vào vị trí của phần nền mà mình muốn lấy. Click chọn hình, hình lúc này đang nằm ở dưới chữ, rồi nhấn giữ Ctrl để click chọn hộp chữ. Ở thẻ Format của Shape, chọn M-Shape và chọn Intersect. Thế là bạn đã có hiệu ứng hình lồng vào chữ làm tiêu đề cùng với hiệu ứng hình lúc nãy đã làm. So với cách đổ nền thông thường vào chữ là Fill Text, thì cách này giúp cho chữ của bạn không bao giờ bị lỗi phông cho dù xem ở bất cứ máy tính nào khác, bởi vì textbox của bạn đã được chuyển thành shape. Cả hình và chữ lúc này đều có thể sử dụng Picture Effect để đổ bóng hay làm nổi bật, hoặc để nguyên như vậy và đổ màu nền. Chỉ bằng một ký tự và cách làm như trên, với nhiều hình ảnh khác nhau, tùy theo bố cục của hình gốc, bạn có thể tự sáng tạo thêm nhiều cách sắp xếp các nét cọ vẽ, dọc, ngang, nửa trên dưới, nửa trái phải, để tạo nên những hiệu ứng hình ảnh mang tính nghệ thuật như thế này. Tất cả đều chỉ bằng công cụ PowerPoint và một dấu gạch xéo ban đầu. Chúc các bạn thực hiện thành công và hãy chia sẻ thành phẩm của bạn đã thực hiện được sau khi xem video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.